chào các bạn nha. Hôm nay thì mình chia sẻ cách phân biệt các cái giống mai của mình nha. Thì đầu tiên là mình xin giới thiệu cái này là nói chung là mình chia sẻ phân biệt cho các bạn xem để biết thôi. Chứ mình mấy cái này mình có một cây hoặc hai cây thôi. Như cái này các bạn xem nè. Cái này là cái giống bến tre lá nhỏ nè các bạn, giống bến tre lá nhỏ, bến tre lá lớn gì nè. Đó, cái giống này thì các bạn xem người ta hay có đó, người ta ghép với hoa nhạo uống xuống đó, nó có hoa nhạo đó các bạn thấy không? Đó, là cái này là bến tre lá nhỏ gì nè. Là cái giống này các bạn thấy nó có một cái là nó khó làm bông, nhiều vườn người ta cắt bỏ rồi, ta cũng sợ nó rồi. Lý do là cái giống này thì nó bông nó rất là đẹp, bự lắm mà nó khó làm bông lắm. Thí dụ mình bấm tàn tháng giêng này nó ra còn thu rít gì thôi, nó còi còi cọc cọc thôi. Nhưng mà tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9, 10 nó lại tốt. Nó tốt nó đi về nó làm được non không à. Nên các bạn khó lắm, phải khống chế kali, khống chế 10-60-10 lần nhiều ở trên lá để cho nó nhặt lại nó mới làm bực bông. Nhưng mà nó bông nó rất đẹp nhưng mà nó nở bông nó không có nhiều bông, nó không có một cái nút bông nó ra không có nhiều bông. Như cái lá của nó các bạn nè, mình có cầm cái lá chút. Nó cái này nè. Đó, là cái này là bến tre lá nhỏ nè các bạn, bến tre, giống bến tre đó. Giờ mình sẽ đưa các bạn qua một cái cây này, là cái cây đằng đây là cái cây Phú Tân. Cho các bạn xem để phân biệt thôi chứ mình mấy cái này mình ít làm lắm. À, đây là cái giống thứ hai á, là vườn mình có cái gì mình một vài cây đó, giống đó thì mình chia sẻ cho các bạn bạn xem thôi, chứ không phải mình quảng cáo giống cây gì mình khẳng định với các bạn điều đó. Tại vì mình làm để mình coi cái giống cây gì nó mạnh và nó không mạnh. Đây là cái giống Phú Tân nè. Thì Phú Tân rồi các bạn biết nó cũng dễ làm bông lắm. Với cái bông của nó thì có anh em trên mạng cũng chia sẻ là cái bông của nó cái cánh nó tròn tròn, cái cánh nó bầu bầu đó, nó cũng đẹp lắm, nó dễ làm bông. Nói chung là nó dễ làm bông lắm đó. Nè, các bạn xem cái lá của nó nè. Nó thì vô đầu mùa nó tốt liền. Nói chung giống này thì với giống này nó dễ làm lắm. Các bạn nhìn cái lá của nó nè, với cái lá bến tre lá nhỏ nè. Cái bến giống bến tre này thì cái lá tí còn các bạn nhìn thấy nản lắm. Còn cái giống Phú Tân thì các bạn nhìn cái lá rất là đẹp, ốm dài nè. Đó. Đó đây là Phú Tân các bạn, Phú Tân này bông rất đẹp. Nhưng mà mình cũng làm một vài cây thôi. Chứ nè các bạn nhìn là nó tốc độ nó rất là lẹ nè. Và nhìn trời nắng luôn nó vẫn sum xê tàn rồi đó. Nó cũng dễ lắm. Thì mình làm mình cũng cái này cũng có ăn cây chơi thôi chứ mình cũng không có làm mấy cái loại này nhiều các bạn. Thì mình nghiên cứu coi mình làm nhiều năm coi giống nào nó kháng bệnh được nhiều, nó dễ nuôi thì mình sẽ làm nhiều. Mình sẽ đưa các bạn qua một giống thứ ba là trên vườn mình có gì chia sẻ đó nha. Rồi mình chia sẻ cái giống thứ ba này đó là mình làm chơi hai ba cây nhỏ nhỏ nè nha các bạn. Cái này là cúc thọ hương, thì đang phong trào bây giờ thì ai trên mạng ai cũng nói cúc thọ hương đó. Này cũng như những cái năm mà 2, 3, 4 năm trước mà người ta nói là cúc là đại lộc đó các bạn. Thì á cúc thọ hương này các bạn xem nè. Nè các bạn nhìn cái tược trên đây là nó rất là dễ nuôi, nó rất là mạnh lắm nha. Theo mình nghĩ dự đoán nó mạnh khủng khiếp. Cái này mới có 2 tháng mình ghép là nhờ qua chi nó lớn mà mình cắt giống đi ghép với những cây khác dữ lắm rồi đó. Nè cái lá của nó thì các bạn nhìn cái tược ở trên nó màu đen nha. Đó mà nó sung dữ lắm. Thì cái lá của nó nhìn kỹ nè. Nó lớn hơn cái lá của cái thằng dảo bến tre lá nhỏ nhiều. Nhưng mà nó lại nhỏ hơn chứ nó không có đặc sắc bằng cái dảo cái lá của Phú Tân nha các bạn. Đó. Thì đó cái lá của Phú Tân thì chút mình đem vô mát mình chia sẻ kỹ là các bạn xem cái lá. Đó cái này là cúc thọ hương nè. Nhưng mà mình thì mình thấy người ta cũng làm nhiều quá. Thì với thứ hai nữa thì ở trên mạng hoặc trên tao đàn nó cũng có làm, nó cũng trưng bày, cũng có thi, cũng có bông đẹp đó. Thì mình để mình làm thử thôi, như các bạn hỏi và xong ghép bán rồi chia sẻ. Mình cái gì mình làm thật sự ra bông rồi mình nói. Còn mình cũng chưa có làm thử một hai cây nè, đây cũng gây cây hai cây chơi nè. Chứ nói chung là mình ghép mấy 3-4 cây thôi, 4 cây nhỏ nhỏ không có làm cây mắc tiền. Để mình thử coi mặt bông nó rồi sao hay này kia, rồi nó có rộ và nó có rụng nụ hay không. Ở miền Nam mình có xài được hay không rồi mình mới chia sẻ cho các bạn. Chứ giờ các bạn hỏi bông hỏi đồ mình cũng không có biết nên mình không có làm ra để bán cho các bạn được. Lý do mình cái gì mình biết mình mới nói. Thì bây giờ ba giống rồi mình sẽ chia sẻ các bạn thêm một giống thứ tư. Đây là cái giống này là giống thứ tư của vườn mình. Đây là giống Thủ Đức. Mình xin nhắc lại các bạn là giống Thủ Đức này là mình tập chơi mai và mình làm mai nãy nay. Nói chung là mình nói cái ngày mình làm với chơi luôn, bắt đầu bước vô chơi là khoảng bữa nay là khoảng gần 20 năm. Nhưng mà khoảng 10 năm trở về đây mình mới làm nhiều lên, rồi đó mình làm ít vài cây để chơi thôi. Đó, cái giống Thủ Đức này các bạn nhìn xem nó thì các bạn nào chơi cây hay này kia thì mới biết. Nếu mà cái giống Thủ Đức á, làm vô rồi hay chơi này kia rồi mới biết mặt bông của nó các bạn nhìn á. Tại sao mấy mươi năm rồi cái Thủ Đức này người ta cũng không có bỏ nó, người ta vẫn làm là cái mặt bông của nó rất là đẹp, khi nó có tược là nó có bông à.
mà nói chung nó chăm thì nó phân thuốc nhiều hơn cái giống kia của mình, nó khó chăm hơn mấy giống hồi nãy mình chia sẻ các bạn. Thì Thủ Đức á, mình nuôi nó cũng sung, thì lá các bạn xem cái lá của nó nè, bự nhất trong bốn cái lá của mình nè. Là mình xếp từ từ cho các bạn xem nè. Đây là bến tre lá nhỏ, cái này là Phú Tân, cái này là quên, này bến tre lá nhỏ nè các bạn, thấy không? Cái này là Phú Tân nè, nó dài hơn nè, nó đen nè. Cúc Thọ Hương nè, Cúc Thọ Hương thì cái lá nó mỏng nè các bạn, nhìn nó mỏng dánh nè đó. Nè còn Thủ Đức nè, đó Thủ Đức của mình nuôi đó, vườn mình nuôi đó, các bạn thấy cái lá không? Ba cái lá này nhập lại có bằng cái lá Thủ Đức nè. Thì các bạn nhìn nè, đó cái lá Thủ Đức của mình nè, bạn thấy nó bự khổng lồ không? Đó là cái này mình chia sẻ thật lòng, đó là các bạn nên cái cây mạnh, các bạn về các bạn chưa có yếu, chưa có ghép xả tàn làm lại cái cây các bạn phát triển nhiều, mình nên khuyên các bạn là ghép Thủ Đức, tại vườn mình là mình xài Thủ Đức không à. Đó khi mặt bông của Thủ Đức á, thì nó không có gì thắng nó nổi đâu, nó nói chung là nó nhiều năm rồi nó vẫn đứng vững thị trường. Các bạn biết như cây này của mình nè, cũng là Thủ Đức mình cho thuê nhiều năm này, cho thuê 15 năm rồi đó, cây Thủ Đức đó. Nhưng mà cây Thủ Đức này các bạn thấy cái lá nó không có bự dữ, tại vì cái bộ tàng này quá lớn các bạn. Đó là lá nó không có lớn dữ, các bạn nhìn cái bộ tàng này mình đứng mình ôm là không có nhầm gì hết nè, nhưng mình đứng nè đó, ở cái này cây Thủ Đức nha. Thì toàn bộ mình là Thủ Đức nè, như như cái này mình cũng Thủ Đức, cái này mình ghép này cũng Thủ Đức. Thì để mình đưa qua các bạn xem mà những cây Thủ Đức mình ghép nhiều năm nè. Đó, cái này Thủ Đức mình ghép, cái này cũng khoảng nay là 15 năm đó các bạn. Nhưng mà mình các bạn thấy đi, rất là đẹp. Nhưng mà bởi vậy khi Tết cái mặt bông nó rộ, các bạn nhìn nó không có tưởng tượng bông đâu. Thì hôm Tết mình cũng có để nhà mấy cây mình chơi đó, thì các bạn thấy bởi thị trường Thủ Đức đó, nó mình làm hoài nên toàn bộ vườn mình là làm Thủ Đức hết, còn toàn bộ xung quanh mình đó là mình làm một một hai cây mình chơi nè. Đây á, là mình đem vô trong mát mình cho các bạn xem phân biệt nè. Đó các bạn nhìn cái lá này là bến tre lá nhỏ nè, cái lá này cái nhỏ nhưng mà có bông rất lớn nha các bạn, nhưng mà nó thưa bông lắm, nhưng mà nó khó làm bông. Hồi nãy mình chia sẻ cây đầu tiên đó, nhưng mà nó nhược điểm nó mạnh lắm, nó không có chết cây mai, càng lớn ghép nó cũng được đó, nhưng mà nó khó làm bông. Tới Tết thì nó tốt, đầu mùa thì nó héo héo héo, nó xấu lắm, nó không có dược tốt như những cái giống của mình. Rồi cái giống này là nè các bạn phân biệt là cái giống này là Phú Tân nè, cái bông dũm dũm á, cái bông cánh bầu bầu đó các bạn, cái này là rất dễ làm bông mà cây rất là mạnh nha. Đó cái lá của nó dài dày nè. Còn này là Cúc Thọ Hương nè, Cúc Thọ Hương hồi nãy mình phân biệt đó là giống mới, mình cũng làm chơi tập chơi thôi. Nói chung là ba cái giống này là của mình làm một hai cây thôi, chứ mình không có gây ra nhiều nữa các bạn. Mình làm thử, ai làm gì mình cũng làm để mình tham khảo về cái chất trồng với thuốc, mình xịt coi cái lượng bông với mình làm coi nó có dễ không, hoặc là nó có bông, lượng bông nó làm sao, hoặc có bông nó lâu tàn hay sao gì không biết đó. Cái này là Cúc Thọ Hương nha các bạn, đó lá nó mỏng hơn nhưng mà nó cũng dễ luôn, nó mạnh lắm. Rồi cái giống chủ lực của mình nè, giống thứ tư là Thủ Đức nè đó, cái này Thủ Đức của mình ngày xưa giờ đó đó. Các bạn nhìn là cái lá của nó nè, các bạn để vô nó bằng ba cái lá kia luôn nè, thấy không? Đó là chủ yếu là Thủ Đức, khi mặt bông của Thủ Đức rồi khi thành rồi mùa thứ hai thứ ba là Thủ Đức các bạn ghép vô mùa đầu 5 6 tháng nó vẫn có bông nhiều nữa, chứ không phải là nó không bông đó. Mình qua mình hướng dẫn các bạn xem cây Thủ Đức, cây giống Thủ Đức ghép vô cây tứ quý và giống Thủ Đức ghép vô cây mai vàng cho các bạn xem ha. Là mình giới thiệu các bạn xem là cái cây này là cây tứ quý mình ghép đó, giống dở Thủ Đức là 20 năm rồi nè đó, các bạn nhìn cái quai của nó nè đó. Là cái này là cây Thủ Đức này là mình ghép 20 năm, nó không, cây này xưa cái vùng mình không có tứ quý, mình mua nó không có chi quai, mình ghép vô mình niêm vô cái mình nó luôn nè đó các bạn xem, mình niêm vô cái mình nó. Thì hồi xưa nó lớn lắm, mình thúc tàn vô thêm mấy lần là nó vẫn còn xài được, nó vẫn tốt. Thì nói chung nó có cái nhược điểm là nó bị nó sẽ phù, nó phù nó không đẹp. Nhưng mà mình nó thì ở đây mình cho thuê hoặc mình làm có bông nhiều là được rồi các bạn ơi. Với các bạn chơi có cây mai ở nhà các bạn chơi thì nói chung là miễn bông nhiều là được rồi, với mạnh sức sống nó lâu năm thì các bạn thấy là các bạn làm thôi, chứ còn cái phù này thì em nghĩ không quan trọng. Với mình mua cây mai của mình bên kia cái quai rất là lớn, sao mình mua mai lớn thì biết chừng nào nó phù nổi cái đó. Còn mình sẽ qua đây thì mình sẽ đưa cho các bạn xem là cây mai vàng. Đây là cây mai vàng này, nó là mình ghép cũng cỡ 6 7 mùa nè. Thì cây mai vàng nó cũng có cái hơi nhược điểm như vậy, khi mình bấm tàn cùng cây tứ quý thì cây mai vàng hiện tại bây giờ năm nay là 20 tháng 3 nè, tháng 3 âm lịch mình á, thì tược nó mới ra ít hơn cây tứ quý, nhưng mà tới đổ mưa xuống thì nó tốt tốt lên lẹ lắm. Đó là cây mai vàng nó không có phù. Là cây mai vàng cũng đây cũng ghép Thủ Đức luôn các bạn, thì nó không có phù. Thì mình sẽ chia sẻ hai loại tứ quý ghép và mai vàng ghép cho các bạn xem. Đó là cây mai vàng ghép cái quai lớn nè, lớn lớn hơn chân cái mình nè. Thì nó có hai nhược điểm về cái tứ quý, thì rất là mạnh, rất là da lẹ, rồi bông nó thì đẹp vàng đậm.
Còn cây mai vàng ghép chơi nó cũng được, nó được, mình cũng làm ngày xưa đa số vườn mình cũng mai vàng ghép, không sau này mình mới chuyển qua làm tứ quý các bạn, để sau này mình cho mướn đồ xác sức nó mạnh nó đỡ. Đó là cây mai vàng có cái ghép có nhược điểm của nó là như vậy đó, nó lâu, nó chậm ra tược hơn cây tứ quý một chút, nhưng mà nó không có nụ như cây tứ quý. Thì mình chia sẻ hai loại đó là cùng cây thủ đức, giống thủ đức ghép lên cây mai vàng và thủ đức ghép lên cây tứ quý đó, cho các bạn xem. Đây nè, như mình đưa các bạn xem cái cây tứ quý này, nó xấu bình thường thôi, nó không có gì đó. Đó các bạn nhìn ba phấn thân xấu quắc nè, nhưng mà được cái 20 năm rồi đó, cái vai của mình làm nó với bộ tàng mà nó tròn. Thì các bạn xem đi, đó đâu gì đâu, nhưng mà do mình tạo cái bộ tán này thôi, không phải cái cây các bạn mua 50 hoặc 100 triệu các bạn làm lên giá trị. Mình mua cây mai này hồi xưa 100.000 200 ngàn, 200 300 gì thời đó mình nhớ, nhưng mà do mình tạo dáng tạo hình cho mình làm thành, nó cũng là cái giá trị bạn, không cần vốn nhiều mà để làm được cây mai chơi. Nhiều khi mình cây mai nhỏ nhưng mà ăn thua thì mình nuôi nhiều năm để làm ra thành bộ tàng. Nhiều khi các bạn mua cây mai mà cả 100 triệu 50 triệu về các bạn làm không thành cũng không được. Nên mình á, mình rất quý trọng những anh em nào mà chơi hoặc chơi cây mai dù 100 ngàn hay 50 ngàn gì, gọi hỏi mình cũng giải đáp tận tình, tại vì cái đó là đam mê của người ta. Cái người chơi cây mai 100 triệu mình cũng quý, cái người chơi cây mai 100 ngàn mình cũng quý, chứ không phải là mà cây mai anh kia chơi lớn hay chơi nhiều tiền mình mới thích người đó. Thật ra không phải, mình muốn là ai cũng được chơi cây mai, ở nhà có cây mai để chơi. Thì hôm nay mình á, thì vườn mình có mấy loại giống đó, giờ mình chia sẻ từ đầu tới cuối á, các bạn xem thì thấy mình nói hợp tình hợp lý cái giống nào đó thì các bạn làm áp dụng theo cái giống đó. Thì mình làm nói thực tế đó, cái giống nó sao sao là mình nói các bạn, và mạnh tốc độ và sau này độ bền nó sao thì mình làm như vậy. Thì mình chia sẻ cái clip này là các giống mai cho các bạn xem, thì vườn mình có làm thực tế nhiều năm. Thì mình á, nếu mình làm cái clip này các bạn thấy á, thì ủng hộ mình thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và nhớ bấm đăng ký cái chuông mình để nhận được cái video mới mà mình làm cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt các bạn.